Rồi, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình tiếp tục quay lại với chủ đề về làm xoài nha mọi người. Thì cái giá xài hiện tại thì nó rất là thấp. Rất nhiều nhà vườn đang là neo xài lại trên cây và câu hỏi của rất nhiều nhà vườn là là có nên neo nữa hay là chúng ta bán? Và để trả lời được câu hỏi này thì chúng ta phải thật sự bình tĩnh. Chúng ta phải thật sự bình tĩnh. Chúng ta ngồi xuống, chúng ta suy luận, chúng ta đánh giá để đưa ra một cái quyết định. Đó, thích hợp nhất cho cái khu vườn của mình rồi, rồi mọi người hãy ngồi xuống ăn bánh bánh uống chén trà để cùng mình phân tích cái chủ đề khá thú vị này Đó, thì cái xài hôm nay nó cực kỳ thấp luôn nha mọi người Đó, cái giá nó có sợi nhất nó còn 10.000 thôi sẽ nhất 10.000 thôi sẽ nhì này nó 6.000 thì uh, có thể xem như là luật bắt thành văn rồi à, mọi người ạ đó bắt mùa thì nó có giá và nó trúng mùa thì nó bắt giá à, hầu như thì từ xưa tới giờ nó nói như vậy à, thì nói chung là cái đợt này xài của bà con chúng ta là rất là trúng mùa nha trái rất là nhiều rất là đẹp nữa nhưng mà cái giá hiện tại thì nó không có thì tết nhất cũng tới nơi rồi à, thì à, một cái câu hỏi đặt ra cho rất nhiều nhà dương đó là tiếp tục chúng ta neo nữa hay là bán à, thì à, như thế này mọi người thì cái xoài cái xoài nó từ lúc thu hoạch được là tầm khoảng 3 tháng rưỡi cho tới 4 tháng rưỡi là maximum rồi mọi người có nghĩa là trong cái giai đoạn từ 3 tháng rưỡi đến 4 tháng rưỡi là chúng ta 3 tháng rưỡi thì chúng ta có thể thu hoạch được nhưng mà cái giá chúng ta cái thời gian khoảng thời gian mà chúng ta neo lại thì nó có thể là ở cái mức 4 tháng rưỡi 4 tháng rưỡi không thể hơn được nếu mà hơn cái mốc 4 tháng rưỡi là xoài nó sẽ chín hết thôi Ừ. nếu mà hơn mất bốn tháng rưỡi thì xài nó sẽ chín hết thôi và chúng ta chỉ có nước là để cho nó rụng chứ không có bẻ bán được đâu. Ừ. thì thì cái xài hiện tại bây giờ câu hỏi đặt ra là bán hay là để chừa? Ừ. bán nha mọi người. câu trả lời là bán. Đó, chúng ta không có chừa để ăn hay làm gì đúng không? phải bán thôi. nhưng mà bán vào cái thời điểm nào để cho nó hợp lý nhất với cái khu vườn của mình? Ừ. bán như thế nào là hợp lý nhất? và nó đảm bảo cái hiệu quả nhất mà chúng ta khi bán đi chúng ta không phải ăn hận đó là vấn đề mà cái video ngày hôm nay mình sẽ cùng mọi người phân tích nó kỹ hơn đó. thì để mà chúng ta có một cái lựa chọn mà thích hợp thì mình sẽ đưa ra những cái con số cụ thể thì chúng ta mới có thể lựa chọn được và những con số đó thì mình sẽ đưa ra là à, cho một tấn xoài và cái áp dụng cho những cái giá xoài cho ngày hôm nay luôn đó đó là đầu tiên là chúng ta quyết định bán trong thời điểm hiện tại. Đó là à với giá ngày hôm nay thì mình cho nó là như thế này nha mọi người. thì nếu chúng ta quyết định bán thì cái giá xoài hôm nay nó là 11.000 xoài nhất, xoài nhì là à xoài nhì là 6.000 và xoài ba là 3.000. Đó. Và trong một tấn xoài thì nó sẽ được bao nhiêu tiền? Đó, một tấn xoài thì chúng ta sẽ được à, nếu mà chúng ta bán thời điểm hiện tại thì một tấn xoài chúng ta sẽ có được 700 kg xoài nhất. 700 kg xoài nhất. Là đối với xoài chúng ta trong giai đoạn 3 tháng rưỡi nha mọi người. Đó. Tại sao mình nói trong giai đoạn 2 rưỡi là nó được 700 700 kg xoài nhất tại vì trong cái giai đoạn này xoài chúng ta nó nó đủ hai lớp phấn, có nghĩa là nó đạt cái đỉnh, đạt cái đỉnh mà trong cái giai đoạn xoài nó đẹp nhất là tầm giai đoạn 3 tháng rưỡi. Đó, thì trong giai đoạn này thì xoài chúng ta nó sẽ đẹp nhất và trong cái giai đoạn này thì xoài chúng ta nó sẽ có sợi xoài, xoài nhất nhiều hơn nếu chúng ta thu hoạch ừ. và xoài ba xoài nhì nó sẽ à, à, 200 kg và xoài ba là 100 kg đó. đó thì chúng ta thu hoạch 1 tấn xoài thì nó chúng ta sẽ có được à, 9 triệu 9 triệu chín triệu 6. đó có nghĩa là hơn 9 triệu nếu mà chúng ta thu hoạch trong thời điểm hiện tại trong một tấn xoài còn còn nếu mà chúng ta chúng ta quyết định chúng ta neo nữa thì chúng ta sẽ được gì nếu mà chúng ta neo thì chúng ta phải xác định được cái thị trường chúng ta phải xác định thị trường chúng ta phải tìm hiểu cái nhu cầu khách hàng và chúng ta phải phải biết được là cái số lượng xoài cái số lượng sản phẩm cái số lượng xoài hiện tại là nó ở cái mức nào nó ít hay là nó nhiều thì chúng ta sẽ quyết định chúng ta chờ nữa. Rồi, và mình đặt cái giả thiết là nếu chúng ta chờ nữa thì cái giá cho nó có thể tăng lên. Nếu chúng ta chờ thì chúng ta sẽ chờ là chúng ta đang chờ giá. Nếu cái giá nó tăng lên được 10.000 nữa thì nó rơi vào khoảng tầm khoảng 20.000. Đó tại sao mình lại cho cái giá 20.000 mọi người, 20.000 cho sàn nhất nha. 20.000 cho sàn nhất và sàn nhì là 10.000, sàn ba là 5.000. Đó. Nếu mà chúng ta chờ thì chúng ta hy vọng cái giá nó sẽ đạt cái mốc đó. Và tại sao mình cho cái mốc đó mọi người? Đó là cái mốc mà cái cái xoài nó giữ trung bình có nghĩa là khi nó có giá nó nằm ở cái mức ổn định thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng cái giá đó nha mọi người sẽ rơi vào vào cái giá đó thì mình sẽ áp dụng cái giá đó nếu chúng ta neo thì một tấn xoài trong thời điểm đó thì chúng ta sẽ có chúng ta neo thì cái xoài nhất nó sẽ giảm lại một tấn xoài nhất thì chúng ta sẽ được chỉ được là là 500 kg xoài nhất thôi đó nó chỉ được 500 ký thành nhất thôi, tụi chúng ta neo thì chả xài nó sẽ bị xuống. Đây, mình quay điển hình cho mọi người thấy nè. Đây. đây. Như trái xài này, nếu chúng ta bẻ sớm hơn, đó thì nó sẽ được xài nhất, còn hiện tại trái xài này thì nó chỉ được loại hai nha mọi người. Đó, nó lên nó lên mụn rồi nè, lúc đầu nó chỗ rồi đó. đó trái xài này chúng ta bẻ sớm. Nếu xài này chúng ta bẻ sớm thì nó sẽ được xài nhất, còn hiện tại thì nó sẽ xuống xài nhì rồi. Đây. người thấy đây, cho xài này rất đẹp. Đó, à, ờ, nhưng mà nó dẹt xuống thì nhì thôi tại nó trổ rồi mọi người à. nó trổ hết rồi Đấy. Nó trổ rồi ờ. Ờ, thì mình được cho cái giá là 500 kg xài nhất là nó gọi là là cái giá chấp nhận được nha mọi người 500 kg xài nhất 500 kg xài nhất 300 kg xài nhì và 200 kg xài ba ờ. nếu chúng ta bán trong cái 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 một tấn trong cái khoảng thời gian mà chúng ta chờ được cái giá như vậy thì nó sẽ được tầm khoảng là 14 triệu 14 triệu đó, là chúng ta sẽ được là khoảng 5 triệu chúng ta sẽ được 5 triệu so với chúng ta bán xài ở cái giá điểm hiện tại có nghĩa là chúng ta chờ thì hy vọng nó lên với 20.000 một, một ký thì chúng ta sẽ được 5 triệu cho một tấn nha mọi người chúng ta hãy để ý điều đó 5 triệu cho một tấn đó là cái vấn đề mà xài nó lên nha mọi người còn nếu mà cái vấn đề mà xài nó không lên thì sẽ như thế nào đó nếu mà xài nó không lên thì cái xài nó không có giá thì cái xài nhất chúng ta lúc này nó lại càng tuột nữa nếu xài có giá thì lái cái vựa nó lựa nó sẽ còn nhẹ tay hơn chút xíu còn lại nó không có giá thì lúc này xài chúng ta nó vừa xấu rồi mà nó vừa không có giá thì cái cả... sức chúng ta nó rất là thảm nha mọi người lúc này thì cái xài nhất nó còn khoảng tầm 300 trăm kg xài nhì nó sẽ bốn uh, trăm kg và xài ba là nó 300 kg vì chúng ta càng neo thì xài chúng ta càng xấu đó, thì với cái giá như cái mức cũ là à, 10 11 ngàn 6 ngàn và 3 ngàn thì chúng ta sẽ bán một tấn xài thì nó sẽ được 6 triệu 6, 6 đó, chúng ta chỉ được 6 triệu 6 thôi đó đó là một tấn xài mà chúng ta quyết định chúng ta neo mà giá nó không lên nêu thì nó có hai cái vấn đề một là chúng ta sẽ có giá và chúng ta bán sẽ có tiền hơn và hai là chúng ta xài chúng ta nó xuống và chúng ta sẽ mất tiền nó thì giống như chúng ta chưa xài như thế này thì nó chúng ta neo xài thì nó có giống như là chúng ta đang đầu tư đầu tư chúng ta sẽ chấp nhận rủi ro và chúng ta nó sẽ nếu mà nó may mắn nó giá nó lên thì chúng ta sẽ có lời nó cao hơn còn mà nó không ai không ai giá nó không lên được thì giá nó không lên được thì nó sẽ chúng ta sẽ bị mất giá xài chúng ta rất xuống rất nhanh nói chung là xài mà nó qua 4 tháng rồi xài nó xuống rất nhanh mọi người nó xuống rất nhanh Đây. nó chỗ ra hết như thế này thì nó sẽ không lấy xài nhất cho chúng ta được đâu nha Đấy. Đấy, vườn xài này thì cũng gần vườn xài mình thôi nói chung là nó rất là già rồi nóc ao hết rồi Đây, những cái sợi cốc mọi người thấy nóc eo hết trơn rồi nè đó, thì uh, theo cái tình hình mà mình cập nhật được thì năm nay thì uh, vừa nó bữa nay là bữa nay là mười bốn rồi mười bốn uh, tháng mười hai rồi đó, thì cũng còn uh, mấy bữa nó thôi là tới tết rồi thì uh, thì cái vừa nó ăn cộng khoảng tới bữa hai mươi thôi có nghĩa là nó sẽ còn ăn trong vòng khoảng ba uh, bốn bữa nữa thì nó cũng sẽ đóng cửa thôi ừ, nó ăn cộng khoảng tới hai thôi tại sao hai mươi mọi người thường á, thì nó, 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 20 ở đây mình cân thì rồi vận chuyển qua bên Trung Quốc đó, nhập bản thì nó cũng phải tốn thời gian khoảng 3 4 ngày. Đó, 3 4 ngày. Đó thì qua tới bển thì nó còn đem ra chợ rồi kia bán nữa mọi người. Nói chung là tới 20 thôi nó không có bán nó không có mở cửa lâu nữa đâu. Và ra Tết, còn hỏi thì ra Tết thì chừng nào nó mới mua lại? Thì nói chung là theo theo cái 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 thông tin mà biết thì năm nay nó mở cửa cũng khá chậm mọi người mỗi năm thì tầm khoảng 6 tay là nó nó mở cửa rồi 6 tay là nó khai trương rồi còn năm nay thì theo thông tin mình nhận biết mình, mình 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 mình, tìm hiểu được có thì nó rơi khoảng ra mùng có nghĩa là, là hết mùng mọi người có nghĩa từ mùng 10 đó, tầm mùng 10 thì nó mất mở cửa nó khai trương nó sẽ trễ hơn một năm nữa đó. đó. thì nói chung là nó sẽ ngưng trong vòng 20 ngày đó thì chúng ta nhà vườn chúng ta hãy thật sự bình tĩnh chúng ta ngồi xuống chúng ta suy luận đó suy luận chúng ta đánh giá xài chúng ta để cho nó chúng ta bán cho nó thích hợp nhất. Đó, thì bán hay chừa là là ở do chính chúng ta, chính nhà vườn chúng ta nghe. Thì, thì mình thì mình có không có khuyên là chúng ta bán hay chúng ta chừa hết. Đó là một cái bài đánh giá rất nhanh của mình. Đó là một cái đánh giá mọi suy luận của mình về cái tình hình thực trạng của xài hiện nay. Còn vấn đề sợi cốc thì như thế nào mọi người? Thì vấn đề sợi cốc thì nó đơn giản hơn rồi. Vấn đề sợi cốc thì nó không có lựa. Vâng, sợi cốc thì nó không có sợi sợi nhứt nhì ba à, mà thường nó cái sợi cốc nó cũng không có trên lệch nhiều nói cho đó, đó sợi cốc thì chúng ta không sợ sợi cốc chúng ta neo càng già thì nó càng tốt thôi sợi cốc càng già thì nó càng có ký sợi cốc nó không có xuống nhanh như là trái xài xài cốc đeo nó không xuống nhanh như xài bự nha mọi người cốc đeo thì nói chung là nó không có xuống nhanh à, còn và cái vấn đề nữa là chúng ta không sợ là sợi cốc chúng ta ăn nồi đề được nói chung là sợi cốc chúng ta ăn nồi đề được nên chúng ta không có sợ bằng cái giá thì xài cốc thì nó không có giá đỉnh như là xài lớn được mọi người thì nó rơi khoảng tầm 8 ngàn đến 12 ngàn đó là cái mặt bằng chung của xài cốc và hiện tại là xài cốc nó nó 5 ngàn hiện tại thì xài cốc 5 ngàn thì nó cũng không có trên lệch nhiều nếu chúng ta bán cũng được và chúng ta giữ cũng được đó, nói chung là xài cốc nó, nó đơn giản hơn đó, thì đó là những cái con số mà mình đã Phân tích ra đó, thì những con số này nó chỉ mang tính là tương đối thôi nha mọi người đó, Thì Nói chung là mình làm xài mà mình phân tích thì nó cũng tương đối thôi Tại vì có khi là vườn này vườn khác Vườn này vườn khác, vườn xài đẹp, vườn xài xấu đó, Giá xài thì nó có thể là trên lệch Không nhất thiết là nó có thể là lúc giai đoạn mình bán là nó 11 ngàn Hoặc là nó đỉnh điểm là 20 ngàn mình phân tích đó, thì nó sẽ có trên lệch Và con số mình đưa ra đó, nó mang tính tương đối đó mình tương nói là mình đưa ra con số nó nó cụ thể như vậy để chúng ta dễ mà chúng ta xử lý để mà chúng ta cứ băn khoăn chúng ta không có biết mà chúng ta nên trừ hay nên đợi thì mình đưa ra con số như vậy để chúng ta dễ xử lý nha mọi người. Đấy. rồi uh, hy vọng mọi người thích video này uh, nhớ like đăng ký kênh bấm vào chuông để xem những video tiếp theo của mình nha rồi xin chào và hẹn mọi người ở những video tiếp theo.